Đây sẽ là một cái video tổng hợp các món quà trị giá gần 40 củ mà Hoa nhận được trong 2 tháng đầu năm 2024. Năm nay 14 tháng 2 thì rơi vào mùng 5 Tết. Tranh thủ đang được nghỉ Tết thì vợ chồng Hoa đi chơi sẵn tiện hẹn hò coi như là đi chơi Valentine luôn. Ngày xưa khi mà chưa có gia đình thì Hoa cũng như bao bạn gái khác cũng mong đến những cái ngày lễ như thế này để được diện váy súng xính đi chơi rồi được tặng quà. Giờ có gia đình có con rồi thì Hoa thấy mấy cái ngày này cũng không có còn quan trọng nữa. Nhưng mà được cái mấy cái ngày lễ của phụ nữ hay là những cái ngày kỷ niệm của hai vợ chồng thì anh xã Hoa ông nhớ lắm. Valentine năm nay thì chúng ngay ngày Tết nên là trước đó thì anh xã Hoa đã lên tiktok shop để đặt quà cho hoa trước rồi cái món quà này thì giá trị của nó không cao nhưng mà để đeo làm phụ kiện thì cũng ok la đó mọi người bây giờ thì tuôn ngược thời gian trở về cái bữa mà sinh nhật của hoa nha anh xã hoa thì được cái là cũng biết tạo bất ngờ cho vợ lắm luôn vợ chồng hoa thì lúc nào cũng kè kè bên nhau nên là mỗi lần mà anh xã hoa ông muốn đi đâu hay là muốn tạo bất ngờ cho hoa thì ông phải nói là nhà vợ đi công chuyện cả buổi chiều đi ra ngoài vợ gọi không nghe máy là hoa biết ngay ông đi mua quà để tặng cho hoa rồi trong cái hộp quà này thì có một cây son và một chai nước hoa tính từ lúc mà vợ chồng hoa quen nhau cho tới bây giờ thì cũng ngon nghét 10 năm và để kỷ niệm cho cái dịp trọng đại này thì anh xã Hoa đã dắt Hoa đi đổi điện thoại mới. Vì tính chất công việc của Hoa quay chụp khá là nhiều nên là Hoa cần điện thoại có dung lượng cao để lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn. Hai cái món quà ở đầu video Hoa kể cộng lại cũng không bằng cái số lẻ của tiền mua cái điện thoại này nhưng mà Hoa vẫn liệt kê vào cái video này để làm kỷ niệm. Thật ra thì đối với Hoa khi đã là vợ chồng rồi thì quà cáp nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Có thì tốt mà không có thì cũng không sao bởi vì tiền thì vợ giữ hết rồi. Chỉ cần là chồng của mình biết quan tâm chia sẻ công việc gia đình chăm sóc con cái cùng vợ là Hoa vui rồi còn mọi người thì sao nè.